Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tin tức quân sự của chúng tôi. Sau đây là bản tin cách Việt Nam hiện đại hóa phá phòng không của thời Liên Xô. Theo những thông tin được công khai, Viện Tự động hóa Kỹ thuật Quân sự thuộc Viện Khoa học Công nghệ Quân sự Bộ Phòng đã thực hiện đề tài cải cách phá phòng không ZCO ZSO 2322. Theo đó, phá được lắp trên khung gầm xe tải để tăng khả năng cơ động. Cải tiến quan trọng nhất là các kỹ sư đã trang bị phá hệ thống ngắm mục tiêu và tính toán phần tử bán tự động. Hệ thống gồm một máy đo xa laser, kính ngắm quang điện tử có khả năng hoạt động ngày đêm, lắp bộ phận nạp đạn tự động giúp nâng cao tốc độ bắn. Bộ phận điều khiển hỏa lực sẽ tự động điều chỉnh góc nâng cao của pháo theo tham số mục tiêu từ hệ thống cảm biến. Khối điều khiển hoạt động bằng điện với khả năng quay 360 độ cho phép quan sát tốt hơn. Hệ thống cảm biến, điều khiển hỏa lực và pháo kết nối với nhau tạo thành một khối thống nhất giúp nâng cao hiệu suất chiến đấu. Các thông tin về mục tiêu được hiển thị lên màn hình để pháo thủ quan sát và điều khiển pháo so với đường ngắm nằm ở trung tâm mục tiêu trong chế độ bắn sát cũng như thực hành dẫn bắn. Việc điều khiển pháo về hệ thống cảm biến khá dễ dàng, bạn cần khiến việc điều khiển pháo về hệ thống cảm biến khá dễ dàng, bạn cần khiển cầm tay. Khi chưa cải tiến, pháo ZO-232 được vận hành bằng tay hoàn toàn nên cần rất nhiều người, do đó rất không phù hợp để triển khai ở các khu vực biển đảo. Việc tự động hóa toàn bộ quá trình xác định mục tiêu, tính toán phần tử bắn và điều khiển hỏa lực của pháo ZO-232 vừa tinh gọn trong biên chế khi lại nâng cao hiệu suất tăng chiến. Tầm bắn sau cải tiến vẫn duy trì như trước. Pháo ZO-232 đã thay thế cơ cấu điều chỉnh cự ly mục tiêu bằng tay trước đây bằng hệ thống đo xa laser và ảnh hồng ngoại. Với cơ cấu cũ, pháo thủ mất khá nhiều thời gian để xác định cự ly, nhưng tọa độ mục tiêu chỉ ở mức tương đối nhưng không chính xác như hệ thống mới. Việc cải tiến thành công phá phòng không ZO-232 đã có phần nâng cao sức mạnh tăng chiến của bộ đội phòng không, qua đó chứng minh năng lực của công nghiệp quốc phòng trong nước trong việc từng bước làm chủ các công nghệ hiện đại hóa và sản xuất vũ khí cho quân đội. Bản tin đến đây đã kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.